Quỳnh Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và hiện tại là Quỳnh Đông đang ở trong một cái trò nha quý vị, làm cho cô chú. Và hồi sáng nay mới khởi công và bây giờ đã dựng lên rồi nha quý vị. Rất là hoành tráng, rất đẹp. Từ đây qua đây có nhiêu chú? Mấy mét vuông ha? 70 vuông. Tổng cộng là 70 vuông tất cả. Mới làm buổi sáng nhưng bây giờ đã hoàn thiện rồi nha quý vị. Rất là đẹp. Quỳnh Đông xin cảm ơn chú Bảy Gan đã hỗ trợ cùng tụi con để dựng lại cái máy này cho cô chú có chỗ che nắng như quý vị, chu ra chu vô. Và mùa mưa sắp tới rồi, và một lần nữa Quỳnh Đông xin cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn, và đặc biệt cảm ơn nhà tài trợ chính chương trình này. Từ ngày hai đứa yêu nhau mà bao nhiêu ông bà hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một chút liều tình, đời mình đẹp ai có nghe và hay, đời mình đẹp ai với người đẹp trai, đời mình đi kiếm nước xanh.